Loạt phóng sự điều tra vấn nạn đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai, Bắc Tôn và báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải khiến dư luận lo ngại. Và câu hỏi hiện nay là làm thế nào để ngăn chặn, tiến tới chấm dứt triệt để hành vi hủy diệt tôm bằng thuốc mà một bộ phận người dân vì hám lợi trước mắt nên vẫn lén lút thực hiện. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hành tung và hoạt động của các chủ phương tiện bắt tôm bằng thuốc trừ sâu rất tinh vi. Nhưng nhiều người đặt câu hỏi, chẳng lẽ chúng ta chấp nhận sống chung với hành vi đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt này? Nguy hiểm hơn, hành vi đó còn đầu độc, hủy hoại nghiêm trọng nguồn nước sông Đồng Nai đang phục vụ sinh hoạt hàng ngày của hàng chục triệu người trong khu vực, tiềm ẩn hiểm họa lâu dài liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Đó là chưa nói đến việc sinh kế của những người mưu sinh nơi sông nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề do nguồn lợi thủy sản dần suy kiệt. Hậu quả nhãn tiền đã quá rõ, hệ lụy lâu dài cũng đã phát lộ. Phần còn lại của câu chuyện thời sự là giải pháp nào để xoay chuyển thực trạng nhức nhối này? Trước thực tế nan giải này, đề nghị chính quyền các địa phương Đồng Nai, Bình Dương thực sự vào cuộc nghiêm túc, đồng bộ, nhịp nhàng, quyết liệt, nói không với nạn bắt tôm bằng thuốc. Các lực lượng chức năng cần bắt đầu từ nỗ lực bám sát, khoanh vùng các đối tượng để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động chấp hành các quy định về nghiêm cấm sử dụng thuốc để bắt tôm, đồng thời răn đe người trong cuộc phải dừng ngay việc bắt tôm bằng thuốc trừ sâu bằng thông điệp sẽ xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm. Sự thật là khâu này không khó, bởi hành vi bắt tôm bằng thuốc diễn ra cả ngày lẫn đêm, người dân cùng nhóm phóng viên dễ dàng phát hiện, ghi hình lại được, nên vấn đề còn lại là các ngành chức năng có thực thi hết trách nhiệm hay không. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, việc truyền thông thông qua mạng xã hội phổ biến như Zalo, Facebook cũng rất cần thiết để anh em bạn thuyền cũng như người thân dễ dàng tiếp nhận thông tin và thuận lợi trong quá trình theo dõi, phản ánh, trình báo, tố giác, đấu tranh khi phát hiện các trường hợp nghi vấn đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm. Đó là những biện pháp hành động cụ thể thiết thực cần tiến hành để triển khai ngay và thường xuyên, không còn sớm nhưng chưa có gì là quá muộn để loại bỏ vấn nạn này từ gốc rễ, mang lại hiệu quả thực chất. Việc bảo vệ môi trường nói chung, môi trường nước nói riêng đang được đặc biệt chú trọng. Để tồn tại vấn nạn trầm kha hàng chục năm nay là không thể chấp nhận được. Luật thủy sản, bảo vệ nguồn nước hiện hành quy định cần phải chứng minh được mức độ thiệt hại thì mới có căn cứ cơ sở kết luận xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc đổ thuốc trừ sâu xuống sông nếu bắt quả tang cũng rất khó áp dụng các chế tài hình sự để răn đe. Nên nhiều năm nay, cơ quan tố tụng chưa xử lý được vụ nào. Mặc dù lãnh đạo các tỉnh, thành phố lưu vực sông Đồng Nai rất chú ý, chính quyền cơ quan chủ quản có phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong khi chờ khắc phục bổ sung các quy định của pháp luật, thì rất cần sự đồng hành, sát cánh giữa các cấp lãnh đạo địa phương, các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn lâu nay mà một số cá nhân hay đơn vị chưa đủ khả năng thực hiện triệt để. Theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc khu vực cấm có thời hạn. Theo thạc sĩ nghiên cứu sinh Trần Thanh Thảo, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, qua nghiên cứu các bản án về tội phạm, có thể thấy việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội này thường rơi vào trường hợp họ đã bị xử phạt hành chính về một trong những hành vi trên mà vẫn còn vi phạm. Thực tế, nhiều trường hợp đổ chất độc hay hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu vào sông, hố để khai thác thủy sản không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bị phát hiện vi phạm lần đầu, bởi tại thời điểm hành vi vi phạm bị phát hiện không thể chứng minh được thiệt hại nguồn lợi thủy sản xảy ra trên thực tế là từ 100 triệu đồng trở lên, cũng như giá trị thủy sản thu được định giá trên 50 triệu đồng. Theo thạc sĩ Thảo, khi xem xét về tính chất nguy hiểm cho xã hội, thì hành vi đổ chất độc
hay hóa chất độc hại và nguồn nước nguy hiểm hơn hành vi dùng điện hay các phương tiện khác khai thác thủy sản, bởi hành vi này gây ô nhiễm nguồn nước và trực tiếp đe dọa đến tính mạng sức khỏe của con người. Do vậy, cần tách hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại khoản 1, điều 242 Bộ luật Hình sự 2015 thành một điều khoản độc lập để xử lý. Khi đã tách hành vi trên, thì chỉ cần người phạm tội thực hiện hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, đe dọa gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản hoặc sức khỏe con người, thì đã cấu thành tội phạm mà không đòi hỏi phải có hậu quả thực tế xảy ra. Theo Thạc sĩ Thảo, ở một số quốc gia, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi này mà không cần chứng minh thiệt hại. Chẳng hạn theo Bộ luật Hình sự Liên bang Đức, thì người thực hiện hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, đe dọa gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người thì sẽ bị xử lý hình sự cho dù hậu quả cụ thể chưa xảy ra trên thực tế. Luật sư Lê Doãn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần sửa đổi luật theo hướng không cần chứng minh về thiệt hại hay hậu quả mà chỉ cần hành vi hoàn thành là bị xử lý hình sự. Điều 242 Bộ luật Hình sự năm 2015 yêu cầu phải chứng minh thiệt hại nên chưa thể xử lý triệt để được, ông Tuấn nói. Một số chuyên gia cho là cần sửa luật và quy định chi tiết hơn về định lượng, cấu thành tội phạm mới xử lý triệt để vấn nạn này. Ở góc độ khác, luật sư Bùi Trần Nhật Vi, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho là cơ quan chức năng cần lưu ý đến biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định 42/2019 NĐ-CP quy định người có hành vi vi phạm khôi phục tình trạng ban đầu là chưa rõ, bởi việc xử lý nguồn nước, thậm chí là vùng đất bị ô nhiễm, bị nhiễm độc là không dễ, nhất là khi đối tượng lại là nguồn nước, là tài sản chung của cộng đồng. Do đó, nên hướng dẫn cụ thể trong việc áp dụng biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu đối với những trường hợp này theo hướng buộc người vi phạm phải chịu các chi phí giám định xử lý khắc phục về ô nhiễm môi trường để xử lý nguồn nước, các loại thủy hải sản bị nhiễm độc và xử lý phần chất lỏng bị nhiễm độc. Nên áp dụng triệt để vấn đề này, tình trạng đầu độc nguồn nước sẽ giảm. Đầu giờ chiều 28 tháng 11 năm 2023, tiếp tục bơi cano trên sông Đồng Nai, phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với nhiều chủ ghe theo nghề lặn xuyên tôm càng xanh. Nhiều người tỏ ra rất tức giận với những kẻ đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm. Trao đổi với phóng viên, khi tranh thủ ăn vội bữa cơm để tiếp tục ca lặn, anh Nguyễn Đình Thụy, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên cho biết, hơn 30 năm theo nghề lặn bắt tôm sông, chưa bao giờ anh và đồng nghiệp lại khó tìm tôm càng xanh dưới sông Đồng Nai như lúc này. Từ những năm 1990 của thế kỷ trước đến nay, anh và những người thợ lặn truyền thống đã ngầm tuân thủ quy ước chỉ xiên những con tôm to từ loại 3-40 con 1 kg trở lên. Còn tôm nhỏ hơn thì không đụng đến và xem như là của để dành. Giờ thì rất khó để xiên được những con tôm loại 3, chứ chưa nói gì đến tôm lớn hơn, anh Thụy chia sẻ. Cũng theo anh Thụy, việc đổ thuốc trừ sâu xuống sông không chỉ hủy diệt nguồn thủy sản vốn rất trù phú, mà đáng lo ngại hơn là nó còn trực tiếp làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng chục triệu cư dân trong vùng. Thả thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để bắt tôm cá, không biết bắt được bao nhiêu nhưng chắc chắn làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, anh Thụy nói. Chỉ tay về phía một chiếc ghe đang bắt tôm ở gần bờ, anh Thụy cho hay, các anh qua đó mà xem, tôi cam đoan chỉ nửa tiếng là vớt được 2 ký tôm. Theo hướng tay của anh Thụy chỉ, phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn ga cano về phía người đàn ông đang vớt tôm ven bờ. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông này đã cho ghe lao ra giữa sông trốn mất hút. Ống kính của phóng viên ghi lại cảnh tôm tép hấp hối bám vào bờ và nằm la liệt bãi bùn. Chỉ trong vòng 15 phút dùng tay không, chúng tôi đã vớt được hơn 1 kg tôm tép ngấm thuốc trừ sâu. Khi biết chúng tôi không phải là cảnh sát giao thông đường thủy và nghĩ rằng là chúng tôi đang đi ăn hôi tôm ngấm thuốc trừ sâu, người đàn ông kia liền quay lại, chạy ghe với tốc độ cao, đẩy sóng đánh mạnh vào bờ khiến tôm tép dạt hết ra ngoài. Anh Thụy cho hay, đó là cách phá sóng mà những kẻ đổ thuốc trừ sâu xuống sông thường sử dụng khi có người ăn hôi. Anh Thụy lặn xuống sông Đồng Nai và vớt lên cho phóng viên xem rất nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu mà những kẻ tận diệt tôm tép đã nhấn chìm để phi tang. Nhiều chai trong số đó đã bị bong mất tem nhãn. Khi đi bộ dọc mé sông để vớt tôm bị say thuốc, chúng tôi đạp trúng bao ni lông màu đỏ dưới bùn, bên trong là vỏ của chai thuốc trừ sâu hiệu Sapen Alpha. Anh Thụy cho biết người dân sống ven sông bắt đầu phát hiện tình trạng đổ thuốc trừ sâu để bắt tôm từ những năm 1994-1995, nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.
việc đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai liên tục tái diễn, bất kể đêm ngày, khiến bao nhiêu người dân mưu sinh chân chính trên dòng sông này lo lắng và căm phẫn. Anh Hoàng Đình Hà, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, cho biết thường xuyên phải ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu mà người ta đổ xuống sông để bắt tôm. Mùi thuốc xộc lên nồng nặc khiến người dân sống bên bờ cay mắt, huống chi là ăn phải những con tôm ngộp thuốc thì không biết như thế nào, anh Hà nói. Cũng giống anh Hà, anh Lê Đăng Hải, ngụ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu cho biết, nhiều lần thấy người chèo ghe đổ thuốc trừ sâu để bắt tôm ngay sát vườn nhà mình. Anh đã nhắc nhở nhưng chỉ vài hôm lại thấy họ cập bờ, đổ thuốc trừ sâu để vớt tôm. Mình lái cano ra đuổi, nhắc nhở nhiều lần, nhưng được vài hôm lại thấy họ đánh bắt kiểu tận diệt này. Tôi đề nghị chính quyền vào cuộc quyết liệt để dẹp ngay vấn nạn báo động này, trả lại dòng sông quý giá cho quê hương, anh Hà nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.